Chào mọi người, quay trở lại kênh YouTube của mình. Và mình là Đức Huy, cần hồn lâu chào đây. Thì hôm nay thì một buổi sáng thì Huy đã nhận được một comment của một bạn tên là NNT, đã comment 10 giờ trước, là mới buổi sáng luôn á mọi người. Bạn ấy comment là: anh ơi, cây vợt cầu lông Ford GX20 của Asaway em mua 800k bị đá hay không? Và những cái dòng Asaway thì lúc mà trước á, Huy chơi còn không chạo á, là có một anh tại shop, như shop nào tao quên mất tiêu rồi, Bisport hay gì đó, mới đưa cho Huy cái cây này Huy đánh. Nói chung là lúc đó mới tập chơi chơi không chào, tập cũng đánh qua lại chứ có cảm giác lại thôi mọi người, mới bắt đầu mới vô hẳn chơi không chào luôn, mới giờ bắt đầu mới vô tập luyện luôn. Thì dòng Asaway Huy cũng chơi rồi, thì bạn nó nói là thường thì mua vợt cũ á, bạn mày mua một cái vợt Asaway Ford GS20 với mức giá 800k là có bị đắt hay không. Thì mấy dòng Asaway thì Huy không có tìm hiểu gì nhiều, nhưng mà Huy lại lên shop Winby á, Huy tìm hiểu đúng là cái vợt của bạn này á chỉ với mức giá là chưa tới 700, là chỉ có 600 mấy thôi, mà bạn này mua tới mức giá 800. Và bạn hỏi là 700k đã căng cước chưa. Thì hôm nay Huy tính lên clip cho mọi người chia sẻ hai vấn đề: một là có nên mua vợt cũ hay không, và cái vật đó phải có mức giá như thế nào. Nhiều khi các bạn không biết mua vật cũ như thế nào á, thì người ta sẽ đôn giá lên và các bạn mua, sau đó các bạn bị lỗ. Còn hai nữa là các bạn hay bị hiểu lầm là những cái vật mà shop bán á, shop ngoài thị trường hay shop cầu lông bán á, mọi người không đọc kỹ thông tin, có nghĩa là người ta chỉ chụp cái khung mà người ta ghi là 680, thì mọi người đã có nghĩa là 680 được tặng cước rồi, nhưng thật sự là chưa nha. 680 ví dụ một cái giờ Asaway với mức giá 680 thì nó chỉ là một cái khung thôi, còn tính thêm cước nữa là một cái cước riêng. Ví dụ như là các bạn đang thêm cái loại cước ở BG 65T thì với giá là 140 đi, thì 680 cộng thêm 140 là mọi người cứ tính lên ha, chứ thực ra là một cái khung vợt ở giá 680 giá của cái khung thôi, cước phải đang riêng. Ok mọi người, thì hôm nay Huy sẽ chia sẻ một vấn đề là có nên mua vợt cũ hay không, và vợt cũ nên lưu ý những điểm gì. Ok mọi người nhé. Mọi người trước khi mà vô chủ đề chính thì mọi người xem hết video này, đừng quên, nếu thấy hay hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, nhấn nút chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất từ kênh Đức Huy, cùng là phong trào nhé. Và sắp tới Huy sẽ có một cái dự án là Huy sẽ quay chung với bạn Huy, mời mọi người cùng đón xem và ủng hộ Huy nhé. Ok, và cái dự án này Huy tính quay ở công viên, mọi người cùng nhau đón xem nha. Đây thì hơi không dùng do nó, bắt đầu vô chủ đề chính thôi. Thì khi mà chúng ta mua một cái vật cũ á, thì chúng ta cần lưu ý những gì? Không biết cái chủ đề này Huy đã làm cho mọi người hay chưa, nhưng Huy nhớ là làm rồi, không biết làm từ bao lâu, bây giờ Huy sẽ làm lại một cái chi tiết hơn ha. Ok, mua vật cũ thì cần những lưu ý những điểm như thế nào? Cái thứ nhất, ngoại hình là cái Huy chưa nói nha. Cái thứ hai là về phần giá cả coi có hợp lý hay không. Và cái thứ ba là các bạn hay quên, là các bạn hãy dùng cái vợt đó, cái vợt của người khách, của người bán, người người chủ muốn bán á, mọi người check trên mạng coi cái giá thành nó bao nhiêu. Ví dụ chẳng hạn như cái vợt Asaway này với mức giá là 680 mà bạn là bị mua hố là 800, nó có bị mắc không, là rất đắt nha mọi người, rất mắc luôn, mắc hơn trăm mấy 200 luôn đó, mọi người. Nó rất là mắc. Thật ra những cái dòng mà cũ rồi á, mà người chơi họ với mức giá là 680 á, thì bây giờ mua lại á, một là cho, hai là bán với mức giá là bằng, bán với một cái mức giá là giống như một cái vật fake ngoài thị trường 200-300 kiểu vậy, vậy là còn rẻ đó mọi người, chứ chưa hẳn là mắc đâu. Nhưng mà bạn này bị mua hố mọi người đó, thì quan trọng là ngoại hình, thiết kế, coi nó có bị trầy xước hay không. Với lại cái thứ hai nữa là giá thành, và cái thứ ba nữa đó là mức giá. Ý, cái thứ lộn rồi lộn cái thứ ba là cái vợt đó nó đã cũ hay nó còn mới nha mọi người. Nhiều khi mình mua một cái vợt á, mình thấy cái dòng này nó lạ quá, nhưng thực chất ra những cái dòng mà mọi người cứ cho là lạ đó thì những cái dòng nó đã cũ rồi, chẳng qua là mọi người chưa trải nghiệm, chưa đánh tới hoặc là chưa mua, cho nên mọi người biết. Thì mọi người đâu biết mới hay cũ đâu, chúng ta phải check nha mọi người. Ok, Huy kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện, đó là hồi lúc mà Huy mới bắt đầu chơi cầu lông lại á mọi người, thì Huy qua bên cậu Huy, thì cậu Huy cho Huy một cái cây vợt, đó chính là, để Huy nhớ, cây Mizuno Nano gì mà một chín trăm mấy,
thì cái kỹ vật đó là gần 1 triệu. Huy không biết phải check như thế nào. Cậu Huy nói là bây giờ á, con lên Google á, con ghi cái chữ ra rồi con bấm vô thêm là vợt cầu lông Mizuno, rồi con ghi cái chữ trên thân vợt. Thì lúc đó Huy cũng đâu có rành cầu lông đó mọi người. Huy cũng nghe cái lên mạng Huy coi cái Huy hỏi ok vợt này giá nhiêu cậu, lúc đó là Huy chưa check nha. Đấy Huy lên mạng Huy hỏi Huy lên mạng coi giá thì á 1 triệu mấy á, mà cái vợt được tặng, mà những cái vợt được tặng thì cậu Huy đối với giá bao nhiêu đâu, cậu Huy đại là 1 triệu mấy. Cái mẹ Huy nói là 1 triệu mấy là vợt xịn, con đừng có chơi mà hương nha. Thật chất ra Huy check trên mạng nó chỉ có 900 mấy thôi. Thường á thì những cái trường hợp mà làm tròn 1 triệu nó đơn giản là mọi người đó, thì ví dụ một cái vợt mua 980 hoặc là 909 có thể mà làm tròn 1 triệu được, nhưng mà cái vợt mà Huy cho là nó chỉ còn 10.000 nữa làm tròn 1 triệu. Đây là cái câu chuyện thôi nhớ, không phải là Huy nó xàm nha mọi người. Đó là 990.000 hay gì đó Huy nhớ không rõ nữa, mà cái vợt đó là lâu rồi, Mizuno Nano gì 909 hay gì không nhớ không lầm nữa. Cái ngoại hình thì khá là xấu mọi người, tại cậu Huy nó chơi rồi ngoại hình khá là xấu. Lúc đó là Huy mới cầm cái vợt đó lên, nhìn cái vợt thân vợt á thì nhìn như mới luôn, nhưng mà cái đầu vợt á thì nó hơi tay tô xíu. Cái ren thì còn chơi được, kiểu như là cái ren mà Huy thấy trên cái vợt mà cậu Huy cho là nó có ba cái dấu gọi là kiểu đó, đang từng đang sơ qua ba bộ lưới. Đang sơ mà ba bộ cũng ghê đó. Cậu Huy mới đưa cho Huy một cái lưới gọi là BG65T, dạng như nội địa luôn, chơi nội địa không phải chơi cái bao bì bình thường đó, mà chơi hãng nội địa luôn. Lưới nội địa cái bao bì nó khác lưới chính hãng bình thường mọi người. Đấy thì lúc đó là Huy mới chơi thôi, kiểu mới bắt đầu chơi lại thôi, thì Huy cũng không rành gì mấy cái vấn đề mà vật cũ hay là vật mới gì hết mọi người. Cái Huy chơi được một thời gian cái cũng gặp mấy tình trạng mà các bạn trong sân, Huy chỉ nghe thoáng qua thôi là em mua cái vật cũ nè ở với giá 1 triệu nè, không biết anh check ra được bao nhiêu, tại bạn nó cũng không biết. Cái anh đó cũng check ra thì ra cái vợt đó chỉ có 500-600 thôi mà bạn nó mua 1 triệu và hố mấy trăm đó. Thì nó Huy Huy cũng hơi thắc mắc, Huy mới rút ra rồi cái ủa mà cái vợt thì bán hố giá dữ ta. Cái Huy mới bắt đầu, Huy mới lúc đầu là mới chơi mà đâu có biết web nào bán vợt đâu, cái cũng lên mạng cũng tra ra ở cái tên sản phẩm này kia kia nọ, thì tìm hiểu giá thành thì Huy mới biết là vợt thị trường có rất nhiều giá và nó cũng có khá là nhiều hãng, cho nên là mình cũng không thể biết được hãng này bao nhiêu tiền, mức giá từ rẻ hay cao đến bao nhiêu. Tại mỗi mức giá, mỗi một hãng nó sẽ có mức giá từ rẻ tới cao, đâu phải là hãng nào cũng vậy, nhưng mà nó sẽ chênh lệch nhau vài chục ngàn hay là vài trăm ngàn kiểu vậy. Cũng giống như hãng Yonex và hãng Lining vậy đó, giá thành nó cũng khác nhau. Vợt ngoại hình, thiết kế, công nghệ, thông số nó cũng y như vậy luôn, mọi người cũng đâu có biết đâu. Thì mọi người cứ thắc mắc á, là nên mua vợt cũ thì nó sẽ bị cái gì không ta. Nó mình có bị lừa về mức giá thành, đa số là những cái người mà không biết chơi á, không biết chắc á, thì mọi người không có để ý là bị bán hố giá, mình bị mua hố giá luôn. Mọi người không có bị check mạng hay là hàng đó là hàng như thế nào, ngoại hình còn bao nhiêu phần trăm, còn đẹp hay xấu, xấu thì giá khác, còn đẹp thì giá nó khác, còn vợt đó còn bảo hành ra giá nó khác nữa đó mọi người. Thì nó có rất nhiều trường hợp vấn đề mà các bạn mua hố giá mà cái vợt đó lại xấu, mình bị mua hố giá nữa coi như là tàn đến đây tàn đen luôn, là coi như là thốn quý mà mình vừa mất tiền vừa mua một cái vợt về chơi được không được bao lâu, lỡ cái vợt đó gãy cái độ bền nó như thế nào. Nói chung nó có liên quan tới rất nhiều vấn đề, không phải là do mình suy diễn ra và đó là thực tế mọi người. Ví dụ ra thì sợ mọi người không hiểu, mình sẽ nói tóm gọn lại là khi mà mua một vấn đề một cái vật cũ á, thì mọi người nên check ra cái tên sản phẩm là một, cái thứ hai nữa là coi còn bảo hành hay không. Nếu mà còn bảo hành hay không thì phải hỏi chủ, thì cái phải hỏi cái người bán họ, nếu mà họ uy tín thì họ sẽ nói lại ừ cái cây vật này còn 98% nè, còn uy tín kiểu còn bảo hành. Đang qua mấy lần lưới, kiểu mọi người nhìn cái ren á, mọi người thấy nát bấy á thì đã đang qua 4-5 lần cướp rồi. Nếu mọi người thấy còn 2-3 dấu ghen á thì
thì nó chỉ chơi qua 3 lần cước hoặc 2 lần cước thôi, thì game nó còn mới á mọi người. Ngoài ra thì sẽ có một số trường hợp như là mọi người mua một cái vợt mà khung không đi, ngoại hình nó tầm khoảng nó chạy xuống cũng 2-3 vết, thì mọi người cũng phải nên biết cách trả giá một xíu. Nếu mà không mình không biết cách trả giá là coi như một là mình bị hố, còn hai nữa là nếu mà mình biết cách trả giá thì mình lời một tí ha. Ngoài ra thì nếu mà các bạn mua mà các bạn muốn lời thì cũng dễ thôi, các bạn biết phân biệt, biết nhìn vợt, biết trả giá là mọi người thấy. Còn những ai mà không biết nhìn cách nhìn vợt á, thì mọi người bên người bán họ trả giá sao mình mua vậy, rồi cộng thêm cái tiền ship nữa. Không, cái tiền ship mọi người muốn trả hay là muốn kêu cái người bán nó trả luôn cũng được, không sao. Tại Huy cũng là từ một người bán vợt cho nên Huy biết ha. Huy bán tầm khoảng 2-3 cây rồi Huy biết. Nói chung là Huy bán sao cái vợt nó như vậy đó. Quan trọng là mọi người biết cách bán, biết cách mua không. Nếu mà mọi người mà gặp một người uy tín mà các bạn không biết cái cách mà mua vật cũ như thế nào, thì mọi người gặp một người uy tín, một người tốt á, chân thật á, người ta sẽ nói ra vợt của mình là chơi vậy. Mà còn quan trọng một cái nữa, đó là tuy vợt đó còn mới nhưng mà hỏi họ xem là anh chơi cái vợt này hay chị chơi cái vợt này đã từng đấu kiếm chưa. Giống kiểu như trong cái quá trình chơi bị va chạm vợt á mọi người, thì đâu có biết được đâu. Thì nếu mà ai mà chân thật á thì sẽ trả lời cái vợt này chị từng đấu kiếm một lần đó, thì mọi người có thể trả giá. Ví dụ như cái vợt đó 1,5 triệu đi, thì các bạn phải trả giá rồi, nhưng mà trả vừa thôi nha, chứ đừng có trả thấp quá nha, tao không chịu bán đâu. Trả tầm 1,3 triệu hay 1,2 triệu đó, trả thấp thấp xuống một xíu mình mua nó sẽ giá nó hợp lý hơn ha. Ví dụ cái vợt đó 1,5 triệu mình mua cũ lại tùy theo mức giá thôi, 1,5 triệu thì mình mua mức giá 1 triệu hoặc 1,2 triệu, 1,3 triệu, hay vợt đó còn mới quá thì mình đưa ra, mình kêu người bán đưa ra giá luôn cũng được, không sao hết ha. Cái đó những cái mà kinh nghiệm mà Huy gọi là cũng từng bán vợt cũ và mua lại luôn. Ok mọi người đấy, cho nên mọi người rút kinh nghiệm nha. Còn một trường hợp nữa Huy sẽ nói dư ra một xíu ha, để mất công các bạn mua, các bạn hỏi cần hỏi chủ shop. Có nghĩa là ví dụ các bạn mua một cây vợt của Unet Archop 77 đỏ ha, Archop 77 Pro đỏ, thì các bạn hỏi là ô shop ơi, mua cây vợt này thì có lưới đó có được tặng kèm không hay sao sao đó, thì mình cũng nói luôn đó chính là dòng vợt giá rẻ dành cho con nít á, thì hãng vợt đó sẽ căng lưới sẵn luôn, nhưng mà lưới nó sẽ chỉ cho mặt vợt nó đủ căng thôi, nhưng mà mọi người sợ mọi người lún vô nó vẫn có độ lún vô thôi mọi người, kiểu căng rất là thấp dành cho trẻ em chơi mà. Còn những cái vợt, những cái dòng vợt mà cao cấp đó thường sẽ bán khung chứ không đi chung lưới. Lưới thì mọi người sẽ mua riêng, còn hai là nếu mà cái vợt nó đang khuyến mãi thì mọi người sẽ được tặng lưới luôn, tặng cước luôn, thì mọi người ở shop sẽ nói là căng bao nhiêu ký. Còn cái lưới đó là lưới do shop, ví dụ như cái hãng vợt đó, hãng Yonet, họ nói cái vợt này được khuyến mãi một cái lưới 66 Ultimax, thì mọi người sẽ được tặng một cái lưới 66 Ultimax, mọi người không bỏ ra thêm tiền. Còn cái tiền số ký mọi người chỉ việc đưa ra số ký của mình, mọi người kêu shop đen theo ý muốn của mình ha mọi người, chứ không phải là mọi người ví dụ kia vợt 77 chuối 3,7 triệu, Huy chỉ nói ví dụ nha, 3,7 triệu, thì mọi người mua cái vợt đó thì mọi người chỉ mua được cái khung thôi chứ chưa được cái lưới là mọi người sẽ mua riêng, được bảo hành nhưng nó sẽ không có lưới, mọi người sẽ tự mua riêng lưới, và mức giá 1,7 triệu đó nó sẽ cộng thêm cái tiền lưới, nó là 3,8 triệu mấy lẻ lần sau đó đó nha mọi người. Chứ mọi người đừng có gọi là đừng có bị nhầm tưởng là mua vợt xong rồi trong đó có lưới luôn, cái giá thành là có lưới, không phải nha, cái giá thành nó chỉ bán khung thôi, bán khung thôi, còn lưới thì các bạn sẽ mua riêng. Và khi mà các bạn mua vợt thì các bạn sẽ được tặng một cái cuốn cán, thì shop mà ai mua vậy chân tặng một hoặc hai cái cuốn cán ha mọi người đó, cho nên các bạn lưu ý nha. Nói chung là Huy nói cho các bạn gọi là biết thêm thôi, chứ má công các bạn lại có một bạn comment trên YouTube của Huy đó, đó là khi mua vợt có được tặng lưới sẵn hay không, hay là mình phải mua lưới riêng nha. Từng nào ngoại trừ trường hợp mà các bạn mua cái vợt hãng đó và cái hãng đó đang có chương trình khuyến mãi về cái cây vợt đó, ví dụ như Yonex đang có chương trình khuyến mãi về cái cây Archop 77 Pro, thì mọi người sẽ được tặng lưới khi mà mọi người mua cái vợt đó.
Còn mọi người mua những cái vợt khác mọi người sẽ không được tặng lưới, tại vì những cái vợt đó nó không được khuyến mãi, chỉ có cái áp chót 77 Pro đỏ nó chỉ khuyến mãi thôi thì các bạn sẽ được tặng lưới ha mọi người. Nói chung hay qua shop nhưng mấy trường hợp này mới thấy hoài à đó, cho nên mình mới nói cho các bạn vậy, nói các bạn rút kinh nghiệm ha. Ok, và clip của mình tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn xem video này, thích video này, đừng quên để cho một like, đăng ký kênh, nhấn nút chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất từ kênh Đức Huy Cơ Vlog. Không chào nhé, bye bye tất cả mọi người nha.